Những chủ thể nào có quyền yêu cầu ly hôn? Sau khi tìm hiểu Luật Hôn nhân gia đình, cụ thể là Điều 51 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 thì những chủ thể dưới đây được quyền yêu cầu giải quyết ly hôn. Thứ nhất, vợ, chồng hoặc cả vợ và chồng. Thứ hai, cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ. Lưu ý, người chồng không có quyền yêu cầu ly hôn khi vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Quá trình tòa giải quyết ly hôn diễn ra như thế nào? Sau khi đã thụ lý đơn yêu cầu ly hôn, tòa án phải tiến hành hòa giải tức là thủ tục ly hôn phải thông qua bước hòa giải tại tòa án. Nếu hai vợ chồng hòa giải thành thì tòa án lập biên bản hòa giải thành. Nếu hòa giải không thành thì trường hợp 1, thuận tình ly hôn. Nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con thì tòa sẽ công nhận việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận về tài sản và con trên cơ sở đã bảo đảm được quyền lợi chính đáng của người vợ và con. Nếu người vợ người chồng không thể thỏa thuận được hoặc tuy có thỏa thuận nhưng lại không bảo đảm được quyền lợi chính đáng của người vợ và con thì tòa án sẽ quyết định. Trường hợp 2, ly hôn theo yêu cầu của một bên. Khi một bên vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại tòa án không thành thì tòa án xem xét giải quyết việc ly hôn dựa vào một trong ba căn cứ sau đây. Tham khảo điều 56 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 thứ nhất đối với trường hợp khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại tòa án không thành thì tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc người vợ người chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng tới quyền nghĩa vụ của vợ chồng dẫn đến hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng đời sống chung không thể kéo dài hoặc mục đích của hôn nhân không đạt được thứ hai đối với trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì tòa án giải quyết cho ly hôn Thứ ba, đối với trường hợp có yêu cầu ly hôn cho cha, mẹ, người thân thích khác yêu cầu thì tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ. Về việc người vợ, người chồng có hành vi bạo lực gia đình dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của người kia. Hy vọng những thông tin trên đây đã giải đáp được những vướng mắc liên quan đến tìm hiểu luật hôn nhân gia đình. Để có thể được tư vấn chi tiết hơn về các trường hợp cụ thể, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau.